Mẹ lại cho thêm 10 triệu này. Giờ mua cái gì được anh nhỉ? Ê nè, đừng quên tuần sau mình có kèo đi Đà Nẵng nữa nha. Ui, em nhớ rồi. Em có tiền riêng rồi nhưng mà mẹ mới cho thêm 10 củ nữa, không biết mua cái gì đây này. Ây cha, đã ta. Ê, anh nói nghe nè. Không ấy mình mua cái lo đi, mình đem theo đi chơi rồi nghe nhạc đã lắm. Cũng hợp lý, nhưng mà trước giờ em có mua loa bao giờ đâu, chả biết loại nào hết. Đây, anh giới thiệu cho, em mua cái loa mà JBL Batibox Encore Essential vậy á. Bên Quân Tính Mobile đang bán đâu đó khoảng 8 triệu 9 hay sao á. Review thôi. Em nói đây nè các bạn, đó vừa khi trên tay là các bạn đã thấy được ha. Chất liệu của em nó làm bằng nhựa thôi các bạn, sờ rất là nhám, rất là đã luôn. Nhựa ABS mà, nên là các bạn khỏi lo ha. Mà nhẹ vậy thôi chứ cái độ mà bền của em nó là khỏi phải lo nha các bạn nghe mình rõ thế nào. Đó, rất là chắc chắn. Em nó sẽ được thiết kế dạng hình khối nên nhìn khá là nhỏ gọn ha. Hai góc cạnh hai bên sẽ được bo tròn nè, sờ vào cảm giác rất là đã luôn. Hai bên mặt sẽ có cái logo JBL giúp chúng ta khi mà sờ vào sẽ tăng cái độ ma sát ha các bạn. Cái loa JBL này với cân nặng chỉ khoảng 5-6kg thôi, không quá nặng để các bạn nam, phụ nữ và trẻ em đều có thể thoải mái di chuyển nè. Ở mặt trước của loa được trang bị một cái lớp e căng thép rất chắc chắn ha, giúp bảo vệ hệ thống bên trong của loa khỏi những cái tác động xấu từ bên ngoài. Logo JBL cũng được hãng in nổi bật lên làm tăng cái khả năng nhận diện thương hiệu. Phần bên trên sẽ có cái phần tay nắm như thế này. Đó, tay xách lên cho các bạn coi ha. Rất là tiện lợi luôn ha. Mà chưa kể bên dưới nó có cái phần cao su á, khi mà các bạn xách lên như thế này sẽ không bị đau tay đâu. Rồi, tiếp theo sẽ là cái nút nguồn nè, kết nối Bluetooth, nút vặn âm lượng, power nhạc, nút đèn và nút bass boost. Bên dưới cùng sẽ là cái chỗ cắm nguồn, ngay bên trên sẽ là cái lỗ thông hơi ha các bạn. Còn trên cùng cũng sẽ có một cái nút gain, chúng ta có thể sử dụng tua vít để điều chỉnh theo ý của mình. Tiếp theo là nút tăng giảm âm lượng gain nè. Bên trên sẽ là nơi cắm micro có dây, kế bên sẽ là cổng USB kết nối hoặc là cáp nguồn vào ra cho điện thoại. Một cổng AUX để kết nối từ TV máy tính. Cuối cùng là cổng TWS. Còn về tính năng của em này thì sao? Đầu tiên là em này được trang bị cái tính năng kháng nước chuẩn IPX4 là nha các bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mang nó đi bất cứ đâu, vì em nó có thể kháng nước từ mọi phía nè. Quá lý tưởng cho những buổi tiệc hay những cái chuyến du lịch ngoài trời luôn. Ngoài cái việc có thể cắm dây nguồn để nghe lâu dài thì em này lo Bluetooth mà các bạn có thể nghe nhạc liên tục 6 tiếng đồng hồ luôn rồi mới hết pin. Vì em nó đã được trang bị sẵn pin pin 4800mAh lận nha các bạn. Sau khi mà hết pin á thì chúng ta chỉ cần cắm sạc trong vòng 3 tiếng rưỡi thôi là đã có thể tiếp tục sử dụng rồi. Không chỉ đóng vai trò là một chiếc lo Bluetooth không các bạn, mà cũng có thể đóng vai trò là một cái viên pin sạc dự phòng cho điện thoại nè, laptop của các bạn vô tư luôn. Tại vì có cổng A mà, nè cắm vô thôi. Đó. Còn ở bên trên đó các bạn thì các bạn sẽ có những cái phím vật lý rất là cơ bản luôn. Để mà sử dụng full chức năng của em này thì các bạn nên tải một cái app có tên là JBL Batibox về nha. Thì ngay khi bật cái app này lên chúng ta sẽ có cái thời lượng pin nè, các chế độ nhạc nè, điều chỉnh đèn LED nè. Phần điều chỉnh đèn LED chúng ta có thể đổi màu theo ý thích của mình luôn. Ví dụ như là màu tím, xanh, đen chẳng hạn. Đương nhiên là sẽ điều chỉnh được thêm những cái equalizer nè, bass, treble, bass boost chẳng hạn. Về cái phần kết nối của em này thì cũng rất là đơn giản luôn. Như hồi nãy Toàn có hướng dẫn cho các bạn tải cái app JBL Batibox về á, thì các bạn kết nối với em này á, trên cái app đó, nó hướng dẫn hết luôn, rất là tiện lợi luôn các bạn. Các bạn nghe cái chất âm nãy giờ cũng đã biết được em nó đánh mạnh cái bass như thế nào rồi đúng không? Đúng rồi các bạn, em nó được trang bị nguyên một cái loa bass ngay đây nè, 5.25 inch lận mà, và hai cái loa chép ở hai bên nữa, nên là lúc mà đánh bass á nó dập đã khỏi phải bàn luôn các bạn. Nhưng mà về cái ý kiến cá nhân của mình á thì các bạn để trong phòng khoảng dưới 50m² thôi, để áp sát vào tường á thì nghe mới rõ cái tiếng âm bass ha. Riêng cái phần chép á thì mình không đánh giá quá cao nha, tại vì khi mình bật những cái bài mà vocal quá cao á thì nghe nó chỉ vang trong những cái không gian phòng nhỏ thôi, còn phòng quá lớn thì không có nghe rõ đâu nha. Mà các bạn nên nhớ là lo này dùng để karaoke mà, các bạn có hai sự lựa chọn ha, dùng micro có dây hoặc là micro không dây, thoải mái mà kết nối luôn. Trông cái đẹp đấy, mất mình mượt luôn. Ê, thấy ok không? Đẹp, đẹp, đẹp anh ơi. Nhưng mà nãy anh có nói là cần phải mua thêm cái mic để lo này karaoke được mà. Mà cái mic thì đâu đó khoảng 400-500 ngàn nữa thì nó cũng lên hay gần 10 triệu của mẹ em cho rồi đó. Lâu lắm vậy chứ. Mà các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile nha. Cảm ơn các bạn.